Rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước. Thì hôm nay em lên cho anh chị em một cái video để giới thiệu đến anh chị em là tất tần tật về những cái sản phẩm mà liên quan tới lều cắm trại nha anh chị em. Đó, cũng như là dành cho anh em mình đi camping cắm trại dã ngoại ha. Đó, đi những cái buổi tiệc ngoài trời mà mình cần những cái gì cũng như những cái đồ gì cần thiết thì ở đây, đó, em sẽ lên tất tần tật cho anh em mình luôn. Rồi thì em sẽ đi một vòng cho anh em mình xem nha. Đó, rất là nhiều cái thể loại lều trại mà đầy đủ các nhu cầu cho anh chị em mình luôn. Đó. Rồi thì trước tiên là cái đầu tiên khi mà mình muốn dựng lều trại mà mình đi đông hoặc là đi 2-3 người gì đó thì đây là một trong những cái mà cũng rất là cần thiết. Thì đây là cái tấm lều gọi là lều tăng. Đó, cái này là lều tăng. Nó khi mà anh em mình dựng á thì nó chỉ có hai cái cây sắt hai bên như thôi. Nó có hai cái cây sắt hai bên, còn lại là sử dụng dây để chằng cái lều này. Đó thì cái lều này nó cũng rất là hay, bởi vì ví dụ như mình có thể mình bỏ một cái lều mình cắm trại mình để ở dưới cái tăng này nữa, là khi mưa bão gì đó là mình ở trong mình khô ráo hoàn toàn luôn. Đó, nó rất là hay nha. Rồi thì bây giờ em cũng đo sơ kích thước và báo giá cho anh em mình luôn cái lều này. Thì cái này khỏi cần đo đi, cái này có thông tin rồi ha. Cái này á, cái lều này, lều tăng này là 3m. Đó, 3m nha anh em. Cái này là nó là 3m2. Nó là 3m2. Ở trên đây thì chống nước nha anh em. Khi mà mình dựng như vậy thì mưa xuống thì nó sẽ chạy xuống đây. Đó, mình có thể che nắng hoặc che mưa, hoặc là để ghế bàn ở ngoài mình ngồi cũng rất là ok nha. Và đi kèm nó là nó có dây cho mình luôn. Nó có cho mình những cái cọng dây chằng cũng như là những cái cây khóa sắt như vậy, để khi mà mình ghim xuống đây cho nó cố định lại ha. Đó, thì cái này là chống nước 3m2. Rồi, thì cái lều này thì bên em đang bán cái tăng này, cái lều tăng này thì bên em đang bán với giá là 490k. Đó, 490k một cái như vậy nha anh em. Cái này là 3 cái nha, em để trong đây 3 cái bởi vì cái team em hôm nay đi đông. Đó, còn nếu như anh em đi 2, 3, 4 người thì một cái cũng được. Rồi, thì cái này là 490k nha anh em. Rồi, tiếp theo tới một cái lều không thể thiếu nữa, đó là lều vệ sinh cũng như là lều thay quần áo. Thì ví dụ như là những anh em mà làm bên nhiếp ảnh đồ hán hay chụp ngoại cảnh đồ đó thì cô dâu chú rể ra ngoài cũng cần có chỗ thay quần áo thì sử dụng cái lều này. Lều này tự bung, nó rất nhanh. Nó mình thao tác chỉ trong vòng 5 giây thôi là nó đã bung ra rồi. Rồi, và cái lều này á thì em quay sơ qua một vòng cho anh em mình xem. Nó là nó có một cái cửa vô, đây là cái cửa vô lớn nè. Thì mình vô trong đây mình đi vệ sinh hay cái gì đó thì mình sử dụng dây kéo để mình khóa lại. Đó, nó sử dụng dây kéo để khóa lại. Và ở trong đây á là nó có cho mình một cái ngăn để anh em để đồ, cũng như là một cái ngăn phía trên đây để thông thoáng gió nè. Đó, mình có thể là mở ra cho nó thoáng gió cũng được. Rồi thì cái lều này á, nó chiều ngang chiều dài nó thì đo cho có thôi, chứ thật ra chủ yếu một mình đứng vô thay đồ xong mà 1m1 nha anh em. Cái này chắc vuông quá, chắc 1m1 vuông á. Rồi còn chiều cao của nó ha, chiều cao của cái này thì khoảng đâu đó là 1m8 nha anh em, hơn 1m85. Rồi thì cái lều này là lều tự bung, lều vệ sinh tự bung. Cái lều này thì nó là giá của nó là 500k nha anh em, 500k cái lều vệ sinh tự bung như vậy. Đó, lều tiếp theo. Đó, đây em qua cho anh em một cái mẫu lều tiếp theo, mẫu lều giá rẻ. Nó dành cho một người hoặc là hai người. Đó, hoặc là anh em có thể mình mang theo để mình bỏ những cái đồ dùng cần thiết vào, mà khi mà tránh mưa bão gì đó thì mình cứ bỏ vô đây cũng được. Thì cái lều này cũng tương đối là nhỏ nha anh em. Ở trên đây nó còn một cái nắp nữa nè. Đó, nó còn một cái nóc nữa để che mưa luôn, tại vì cái phần này là nó thoáng khí thôi. Nhưng trên đây nó còn một cái nắp để che mưa cho mình luôn ha. Khi mà mình á, đó đây em, nếu như em lắp đầy đủ thì em sẽ lắp luôn cái tấm này vô đây. Đó, em sẽ lắp đầy đủ là em sẽ lắp luôn cái tấm này vô đây nè. Đó, nó là nó sẽ che mưa cho mình luôn. Đó, nó cũng chống nước. Đó, cái này thì nó cũng chống nước nha anh em. Rồi, thì cái này chống nước, nhưng mà nếu như mà anh em mà mình để ở dưới cái lều tăng lúc nãy thì nó quá tuyệt vời luôn nha. Rồi, cái này em đo sơ kích thước cho anh em mình luôn. Rồi, cái kích thước này là 1m8 nha anh em. Rồi, 1m8, còn bề ngang đó
chiều dài là 1m8 thì mình nằm ngang nó ha, 1m8 nè, còn cái chiều ấy của nó thì khoảng là 1m rưỡi ha, 1m8 x 1m rưỡi. Còn trong đây thì ở đây nó cũng có hai lớp lưới luôn, em mở ra xử ra cho anh em mình xem ở trong. Tất cả các liều bây giờ sản xuất thì đều là hai lớp lưới hết anh em. Một lớp á, là lưới này á, là lưới chống côn trùng, còn một lớp này là chống thí dụ sương rồi này nọ, hán ban đêm mưa sương rồi cũng ok. Rồi cái này á, thì thí dụ mưa sương đồ thì ok, mưa nhỏ ok, nhưng mà mưa lớn á, thì nó sẽ bị là nó có thấm ha anh em, nó có thấm nhẹ vào. Rồi thì cái liều này thì giá rất là tốt, chỉ có là 350 thôi nha anh em, 350k. Còn bên sau, mặt sau của nó nè, là nó có luôn một cái ngăn cửa sổ nha. Đó, một ngăn cửa sổ nè, hai ngăn cửa sổ, ba ngăn cửa sổ luôn, tức là cái này mình có thể được mở được cửa sổ ở ba bên, bốn phía luôn đó. Đó. Ở đây nè, có miếng dán nè, chỉ việc là mình mở ra thôi. Đó. Cho nó thoáng khí, ví dụ những anh em cô chú mà đi câu cá rồi ha, mang cái này theo cũng rất là tiện lợi nha. Rồi, cái này thì giá bên em là 350k. Rồi, cái này giá bên em là 350k nha anh em. Rồi. 350k. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em một cái mẫu lều nữa. Thì đây, đây là một cái mẫu lều. Đó, cái lều này là lớn hơn. Đó, cái mẫu này là cái lều lớn hơn cái kia. Đó, thì cái mẫu lều này là lều tự bung ha. Cái vừa rồi em cũng là tự bung, cái này là cũng là lều tự bung. Và cái này là kích thước lớn hơn cái lều này của Hàn Quốc. Thì hiện tại bên em cái con màu trắng này thì bên em cũng còn có vài cái nữa là hết nha. Rồi, cái tổng chiều dài của cái này á, tổng chiều dài của cái này là 2m, khoảng 2m7 anh em. Chiều dài là khoảng 2m7 nha. Đó, chiều dài là 2m7. Còn chiều rộng, chiều rộng của cái lều này, chiều dài là 2m7, còn chiều rộng là 1m1m rưỡi. Rồi, 2m7 x 1m rưỡi. Còn về cái phần cửa là ở đây nó có là gồm là hai cái cửa hai bên. Đó, và một cái cửa lớn ở trước. Rồi em mở thử cái cửa cho anh em coi. Cái lều này tự bung cho nên là mình thao tác rất nhanh nha anh em. Rồi, ở trong thì cũng là hai lớp lưới luôn, hai lớp luôn ha. Một lớp là lớp này chống côn trùng. Rồi, còn cái này là cái mặt dưới nó ở bên trong ha. Cái mặt dưới ở bên trong. Thì ở đây để em lấy luôn cái tấm, lấy cái tấm bạc qua sẵn em giới thiệu cho anh em luôn. Rồi, thì như anh em biết rồi ha, tất cả những cái lều của mình thì người ta thiết kế gọn nhẹ thì chỉ là một cái lớp thảm lưới, cái thảm bạc ở dưới đây thôi. Đó, thì mình khi mà anh em mà mình đi cắm trại mình phải mua thêm một cái tấm này nữa. Cái tấm này gọi là tấm cách nhiệt. Đó, tấm cách nhiệt thì khi mà anh em trải lên trời mưa rồi nó cũng không thấm, tức là khi anh em trải lên thì mưa nó cũng không thấm, không ướt lên mền mùng của mình ha. Đó, mình lót ra này. Thì cái tấm cách nhiệt này thì bên em đang bán với giá là 160.000. Đó, 160.000 một cái tấm cách nhiệt như vậy nha anh em. Đó, 160k một cái tấm cách nhiệt 2m4 x 2m4. Đó, như vậy. Còn về cái phần lều này, đó, đây là cái lều của Hàn Quốc nha anh em. Đó, cái này là lều của Hàn Quốc thì cái kích thước em cũng vừa giới thiệu với anh em rồi. Cái con cái lều này thì bên em đang bán với giá là 900k. Đó, hiện tại thì em còn hai con màu trắng như vậy. 900k. Rồi, tiếp theo thì em qua tới một cái mẫu lều siêu lớn cho anh em mình nhé. Đây. Đây là một cái mẫu lều siêu lớn luôn. Đó, cái này siêu lớn là anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi. Đó, nó rất là lớn, rất là rộng nha. Cái lều này thì cái kích thước của nó là 3m1 x 3m1 nha anh em. Đó. Rồi, thì cái lều này em quay sơ một vòng cho anh em mình coi luôn nè. Đó, nó cũng là cái lều này là cũng chống nước ở ngoài trời luôn. Nhưng cái lều này là cái lều ráp, thì nó gồm là những cái cây, hai cái cây sắt. Nó gồm là hai cái cây hai bên, cái này chứ có thể là bằng carbon ha, hay sợi thủy tinh gì đó. Đó, thì nó gồm là hai cái cây anh em nói lại với nhau, rồi là mình bắt chéo qua, nó là mình dựng cái lều này lên. Nói chung là cái lều này thao tác thì khoảng là 5 tới 7 phút thôi. Rất nhanh. Và ở trên đây nó có một cái lớp này là lớp riêng biệt, là cái lớp này là lớp tăng phủ nằm ở trên. Đây thì để cho nó chống mưa cho mình ha, chống mưa, chống sương nữa. Thì cái lều này là có là chống nước nha.
Rồi, và đi kèm nó thì tất cả những cái liều bên em á, là cũng đều có cái bát sắt cho anh em mình, để khi mà anh em gắn lên á, là mình cố định nó xuống đất ha. Đó. Rồi thì có mưa giông bão gì cũng không ảnh hưởng tới cái liều. Rồi cái liều này á, thì cái kích thước như em vừa giới thiệu anh em á, là ngang 3m1 và dài cũng 3m1. Nó cho nên nó tương đối là hình vuông. Rồi còn cái tổng thể thì đó, anh em thấy nó thiết kế nè, nó thiết kế cái mặt trước và mặt sau anh em thấy không? Đây, em quay ngang cho anh em nhìn cho rõ nha. Mặt trước và mặt sau như vậy, để khi mà mưa xuống á, thì nước nó sẽ không có chảy vô trong cái cửa mình, bởi vì cái cửa mình á, là nó ở phía trước. Rồi, thì cái này em cũng mở thử cho anh em coi luôn, ở trong đây nó coi như thế nào. Rồi. Ok, thì cũng như những cái liều khác thôi, nó cũng gồm là một cái lớp lưới ha, cái lớp lưới này chống côn trùng và một cái lớp chống nước ở ngoài. Rồi, còn phần dưới đây thì cũng là tăng bạt. Và cái liều này thì nó có hai cửa nha anh em, hai cửa nha, cửa ra và cửa vào, nó đối xứng với nhau. Còn về kích thước thì nó rất là lớn, thì khi lớn như vậy á, thì anh em có thể ở được 3, 4, 5, 6 người luôn. Nếu như bạn bè mà vui với nhau á, thì 6 người anh em nằm chung với nhau vẫn ok trong cái liều này nha. Còn không là mình có thể là tổ chức đánh bài hay gì bạn bè nào đó, đó. Thì trong cái liều này rất là vui. Thì cũng như những cái liều khác thôi, anh em có thể mua thêm cái tấm tấm cách nhiệt anh em trải vô. Rồi thì cái liều này thì bên em đang bán với giá là 2,1 triệu nha anh em. Đó, cái liều này là 2,1 triệu. Rồi, tiếp theo thì em qua tiếp cho anh em là một cái mẫu liều khác. Thì ở đây nè, đó. Ở đây em có ba cái liều này. Thì giá cả của nó cũng tương đương với nhau. Đó, em quay xa cho anh em coi. Cái liều thứ nhất, liều thứ hai và liều thứ ba. Và kích thước nó cũng xem với nhau luôn. Đó, thì những cái liều này thì khoảng là 4 người nha anh em. Đó, cái gia đình thí dụ là vợ, chồng và hai đứa con là ok. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ quay trước tiên là cái liều màu xanh như vậy cho anh em mình đi nha. Rồi, thì cái liều này em đo thử cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi, cái liều này thì là 2m2 nha anh em. Đó, chiều ngang là 2m2. Còn chiều dài thì là, để em thử coi nó là bao nhiêu. Rồi, 2m2 luôn. Thì tức là cái liều này nó có hình vuông 2m2. Đó, và liều này anh em cũng là sử dụng cái cây carbon hay sợi thủy tinh gì nè. Nó mình ráp lại thôi. Đó, thì cái liều này là nó cũng có chống nước luôn anh em. Em mở thử cái nội thất của cái liều này cho anh em mình xem nha. Đó, cái liều này thì cái cửa mở ra ở chính giữa. Rồi, thì cũng có hai lớp lưới nha anh em. Mở luôn cái một lớp là chống côn trùng, còn một lớp là anh em cứ chống nước thôi. Rồi, đây là cái phần đáy tăng bạc nó nằm ở dưới đây ha. Hai bên nó thì ở bên đây nó có cho mình là một cái ngăn để anh em để ba cái điện thoại hay là ví tiền hay là cái gì đó đại khái. Đó, sạc dự phòng gì đó. Rồi, cửa của nó là cũng hai bên đối xứng nha. Đó, anh em có thể ra vào hai bên luôn. Bởi vì thí dụ mỗi người nằm một bên thì có thể là người này tự mở bên đây, người kia tự mở bên kia, không có cần phải bước qua bước lại. Nó rất là tiện lợi nha. Rồi, thì cái liều này quay sơ trên nóc cho anh em xem luôn. Rồi, cái liều này thì màu xanh, xanh trắng như vậy. Rồi, cái liều này thì 2m2 x 2m2 chống nước nha anh em. Rồi, cái liều này thì bên em đang bán với giá là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo thì em qua tiếp cho anh em là một cái liều nữa. Đây, đó, đây là một cái liều cũng cùng phân khúc với cái liều vừa rồi, cũng được 4 người. Đó. Và cái liều này thì nó có một cái thiết kế khí động học. Nó thiết kế khí động học là anh em mình nhìn sơ là mình thấy ha. Nếu như mà có giông gió gì đó thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái liều này, bởi vì nó làm gió đi qua rồi đi luôn, chứ nó không có bị tốc cái liều lên. Mà những cái liều này thì tất cả những cái liều đều có cái chốt anh em ha. Có cái chốt chân đó, cho nên là khi mình cố định xong cái liều đó, rồi mình khóa cái chốt lại rất là ok. Đó, thì hai cửa nó cũng đối xứng luôn. Nó làm cái này thiết kế cái này cũng rất là hay nha. Rồi thì bây giờ em cũng mở thử cái liều này ra cho anh em mình xem. Đó, thì cái khóa đây.
Đó, nó thiết kế xéo ra phía trước về để khi mình đậy lại mưa nước thì nó sẽ chạy tới phía trước chứ nó không có rớt trực tiếp vô trong cái phần trong của mình. Rồi thì cái lớp thứ nhất là cái lớp chống nước nha. Còn cái lớp thứ hai là cái lớp mà cái lớp này là cái lớp lớp chống côn trùng. Rồi em mở ra luôn cho anh em mình xem nha. Đó, tất cả đều kéo bằng dây kéo ha. Rồi, đây là ở bên trong nha anh em. Nó hai cái cửa nó đối xứng với nhau nha. Cái lều này thì hôm qua là em là nằm cái lều này cho nên em trải nghiệm nó rất tốt nha. Rồi thì ở trong đây là 4 người, 1 2 3 4 4 người nằm nha. Đó. Lều này 4 người nằm thoải mái luôn. Rồi em đo sơ kích thước của cái lều này cho anh em mình luôn nha. Kích thước thì cái lều này cũng tương đối hình hơi vuông nha. Rồi cái này chắc là cũng 2m2 nhân 2m2 quá anh em ơi. Rồi đo thử bên đây luôn. Chiều ngang 2m2. Rồi. À rồi cái này thì 2m2 nhân 2m nha anh em. Đó 2m2 nhân 2m thì nó sẽ nhỏ hơn kia xíu nhưng mà thật ra một xíu không quan trọng nha, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, cái lều này thì giá của nó cũng là 1.200.000 luôn nha anh em. Đó, 1.200.000. Rồi, tiếp theo thì cái lều này cũng nó thiết kế cũng vừa giống với cái lều màu xanh, nó chỉ khác về màu sắc một xíu thôi nha. Rồi, thì kích thước nó cũng vậy luôn. Và giá nó cũng là 1.200.000 luôn nha. Đó, rất ok. Rồi, tiếp theo sẵn ở đây. À, ở đây em còn, em sẽ lên cho anh em là một cái lều cũng tương đối quốc dân. Tức là nó là thuộc dạng là lều cũng tương đối là cao cấp mà nhiều người sử dụng. Thì đây, nó đây, cái lều này thì nó có cái màu xám bạc ha. Ở dưới là màu xám, ở trên là cái màu bạc bạc. Rồi, thì cái lều này á, thì như anh em thấy ha, thiết kế cũng chống nước, nó gồm hai lớp nha anh em, một cái lớp lều dưới và một cái tấm tăng ở trên, và nó cũng thiết kế khí động học luôn. Đó, khi em quay ngang cho anh em thì nó cũng sẽ là như vậy. Đó, mưa thì nó chảy xuống hai bên chứ nó không có chảy vô trong lều, rất là hay. Rồi, thì cái này á là cái mặt trước nó nè. Cái mặt trước nó là cũng hai lớp luôn, cũng là một lớp là lớp lớp lưới và một lớp là lớp chống nước. Rồi thì bây giờ em mở sở khoan để em quay cho anh em xem ha. Cái cửa vào của nó nè, thiết kế rất đẹp nha. Rồi thì cái này á, đây thì chỉ cần anh em mở dây kéo này thôi. Đó, mình mở dây kéo này là mình vô trong thôi. Đó, thì ở trong đây á, thì ở bên đây em, cái lều này thì hôm qua cái đội của em có người ở trong lều này, cho nên bên em có sử dụng cái tấm bạc này để lót nha. Nhưng khi bán cho anh em là không có cái tấm bạc này đâu nha anh em. Không có cái tấm cách nhiệt này đâu nha. Tấm cách nhiệt này như em nói hán giá 160k nha anh em. 160k một cái tấm cách nhiệt như vậy. Đó, nó rất là hay anh em. Cái tấm này sử dụng được rất nhiều lần, rất rất nhiều lần luôn. Rồi, thì hai bên đó nè. Hai bên của nó là nó có hai cái túi để mà mình đựng đồ ha. Đó, cũng như kia thôi. Và cái này á thì nó chỉ có là một cửa ra vào thôi. Một cửa ra vào, nhưng bờ phía sau nó là nó có một cái ngăn cửa sổ tương đối lớn nha. Đó. Rồi thì cái này là nó cũng sử dụng là cái khung rất là xịn để mà bắt vô, và đều có những cái bát sắt hết nha anh em. Nó mình nhìn là mình biết rồi. Đó, đây thiết kế cũng là nước chảy hai bên. Đó. Rất xịn, rất đẹp nha. Rồi cái này em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, cái kích thước của cái này á thì nó chiều ngang của nó là 2m55. Rồi, 2m55. Còn chiều rộng của nó đó, xem thử cái này cũng tương đối hơi vuông nha. Rồi, 2m35. Rồi, cũng đại khái hơi vuông vuông nha. Rồi, cái lều này thì nói chung là rất đáng đồng tiền. Cái lều này thì anh em thí dụ là 1, 2, 3, 4... 4 người mà ép 5 người cũng được, thậm chí có thể là ép 5, 6 người cũng được luôn. Đó, thì cái lều này thì bên em đang bán với giá là 1.300.000 nha anh em. 1.300.000 nha. Đó, những cái lều này thì nó đều rất là cao cấp. Đó, anh em khi mà mình sử dụng á, mình sẽ xài được rất là nhiều lần. Đó, thì bây giờ em sẽ lên cho anh em là những cái sản phẩm không thể thiếu khi anh em đi cắm trại luôn. Thì đây, đó, mình nhìn vô là mình biết rồi ha, bàn ghế cắm trại. Rồi, trước tiên là em sẽ lên cho anh em một cái bàn. Thì anh em biết rồi, những cái bàn đây là bàn xếp gọn, mình thao tác mình mở ra mình xếp lại thôi, rất nhanh. Thì trước tiên bây giờ em sẽ đo cái bề mặt cũng như cái kích thước cái bàn này trước đi.
Rồi cái bề mặt của cái bàn này ha, là chiều dài là 56 cm nha. Rồi chiều rộng của cái bàn này đó, 41 x 56, chiều cao luôn. Chiều cao là khoảng 41 luôn. Rồi thì cái bàn xếp gọn này thì bên em đang bán với giá là 470k. Rồi em xếp lại cho anh em coi luôn nè. Nó chỉ việc mình mở cái chốt này lên thôi, nó có mấy cái chốt nhỏ thôi. Đó anh em mở lên là anh em cuốn lại rồi. Đó anh em thấy không? Nó rất gọn gàng ha, cái mặt bàn là xếp rất gọn gàng. Rồi tới cái chân bàn luôn. Chân bàn có hai cái cây thôi, rồi dỡ hai cây ra rồi bóp lại thôi. Đó anh em thấy không? Nó một cái bàn cam pin là nó chỉ có bay lớn vậy thôi, rồi trong một cái túi nữa là xong. Rồi cái bàn này thì giá là 470 nha. Rồi tiếp theo là em lên tiếp cho anh em là tới ghế nha. Ghế thì em cũng sẽ giới thiệu từ rẻ cho tới cao cho anh em mình luôn. Rồi trước tiên là cái mẫu ghế này. Ghế này thì anh em ngồi thử luôn, ngồi thử đi anh. Đó, mình ngồi thử cho anh em mình coi cái độ chắc chắn của ghế. Nói chung những cái ghế đây đều rất chắc chắn rồi anh em. Thì khi mà nó nhỏ thì nó phù hợp cho nó gọn nhẹ. Ví dụ anh em đi câu cá hay là đi camping cắm trại, hay là mình đi đâu đó mà mình cần ngồi, thậm chí những anh em nhiếp ảnh nữa ha. Đó, đi đâu đó cần ngồi hay gì đó thì sử dụng cái này. Cái này xếp lại rất nhanh, em xếp lại cho anh em mình luôn. Đó, rất nhanh lẹ luôn nha anh em. Rồi, rồi thì cái ghế này thì bên em đang bán với giá là 300k nha anh em. Đó, 300k. Sắt của nó rất dày dặn nha, xếp thì gọn trong vòng một nốt nhạc luôn. Rồi 300k một cái ghế này nha. Rồi tiếp theo em tới một cái ghế nữa. Đây, cái ghế này thì nó sẽ to hơn cái ghế kia gì xíu. Thì anh em biết rồi, những cái ghế to thì mình ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Đó, nhưng mà nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc nó to thì nó sẽ cồng kềnh hơn. Cho nên mình lựa ghế thì mình lựa theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ anh em đi phượt hay đi bằng xe máy thì mình lựa những cái nhỏ gọn thôi. Còn những anh em đi xe ô tô, xe bán tải hay là xe gì đó thì mình cần một cái ghế to hơn để mình ngồi cho nó đã. Rồi, thì tiếp theo là cái này. Đó, cái này thì anh em thấy không, nó làm rất là liền lạc. Đây, cái cọng sắt của nó to như vậy nè. Đó là anh em biết rồi ha. Ngồi thử luôn nha. Đó, ngồi thử cho anh em coi. Đó, rất là chắc chắn nha. Đó, đi camping, cắm trại, đi câu cá, đọc sách, đọc truyện gì rất ok nha. Bên hông của nó là nó có cho mình một cái ngăn ha. Cái ngăn này để anh em có thể bỏ những, ví dụ mình ngồi mình bấm điện thoại thì mình bỏ sạc dự phòng vô đây nè. Đó, rất ok nha. Rồi, thì cái ghế này bên em đang bán với giá là 400k nha nè. 400k. Rồi, tiếp theo em tới một cái dòng ghế nữa thì nó sẽ cao cấp hơn cái ghế này một xíu. Thì đây, đây là cái dòng ghế này. Thì ghế này á, là nó có là hai cái túi hai bên luôn. Bên đây có một cái túi lớn nè. Đó, và bên đây thì nó có một cái túi nhỏ nè. Đó, rồi, và ngồi thử luôn. Rất là xịn sò. Đây. Đó, anh em thấy không? Ngồi rất là đã luôn. Rồi, ok. Cái này thì bao chắc chắn rồi, khỏi phải bàn rồi, xếp lại luôn anh. Đó, thì tất cả những ghế xếp gọn thì chỉ có một nút nhạc rồi mình bóp lại là xong rồi. Rồi, thì cái mẫu ghế này thì bên em đang bán với giá là 500k. 500k cái ghế này nha. Và tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái mẫu ghế rất tuyệt vời. Đó, đây. Đây là cái mẫu ghế này là anh em có thể nằm thư giãn luôn. Đó, cái mẫu ghế này á, thì trước tiên là anh em thấy nó có cái phần ghế như những cái ghế kia thôi. Và ở phần này thì anh em không thích thì mình có thể là mình mở ra luôn. Tại vì cái này là cái dây kéo này, anh em không thích gác chân lên đây thì anh em mở cái dây kéo với cái này ra. Cái này thì chỉ cần mở lên một nút nhạc thôi. Em mở thử luôn, lấy cái đó ra, phần trên ra luôn cho anh em mình. Đó, rồi rút hai cái đó ra luôn. Đó. Đó, anh em thấy không? Rồi, nó khi em rút rời ra là nó như những cái ghế bình thường khác ha. Nó như những cái ghế bình thường khác. Còn kìa, cái phần tựa lưng trên đây thì nó là miếng dán luôn nè. Nó miếng dán như cái gói vậy đó. Anh em thích thì dán vô, không thích thì khỏi thể có thể mở ra. Rồi, trước tiên á thì nó giống như cái ghế bình thường khác, nhưng nó có thêm đồ để chân nữa. Và nó thiết kế rất chắc chắn luôn nha anh em. Cái này thì bên đây nó có một cái ngăn cho mình bỏ nước nè. Rồi thì cái đây là cái mẫu ghế mình muốn như bình thường đi. Nhưng còn bên đây thì đây là cái ghế hoàn chỉnh của nó là như bên đây. Thì anh em ngồi bình thường là vậy, nhưng mà anh em muốn ngã lưng ra đúng không? Đó, anh em muốn ngã lưng ra thì ở trên đây nè, ở trên hai cái tay cầm này nè, anh em kéo xuống. Đó, anh em kéo xuống, kéo hai bên luôn. Rồi, đó, cái phần chân này mình đẩy lên. Hai bên hông, hai cái chân nó mình đẩy lên là nó sẽ nghiêng ra nè, anh em thấy không? Rồi, ngồi thử luôn anh ơi. Để cho anh em thấy được là cái độ là thư giãn.
khi ngồi cái ghế này. Đó, rất đã anh em, cực kỳ đã nha. Nó là một trong những cái ghế thư giãn nhất mà khi mà đi camping mà em ngồi được, em cảm thấy rất thoải mái nha. Bao cho anh em ngồi luôn, rất thoải mái, rất là đã luôn. Rồi thì mình muốn làm ghế nhỏ thì mình gỡ cái đó phần chân ra, còn mình muốn mà nằm thư giãn thì mình gắn cái phần chân vô, rất tiện lợi nha. Rồi thì cái mẫu ghế này thì bên em đang bán với giá là 750k nha anh em. Đó, mẫu ghế, nó mẫu ghế này để chân nè ha, xếp gọn để chân mà thư giãn nữa. Còn cái mẫu này thì khi xếp gọn lại, em xếp lại cho anh em coi luôn. Khi xếp gọn đây nè, xếp cái này luôn đi. Nè, em xếp gọn là một người thôi. Đó, chỉ là trong một nốt nhạc thôi anh em. Đó. Đó anh em thấy không? Nó khi xếp gọn lại chỉ có một nút nhạc thôi là nó xong rồi. Rồi cái ghế này thì có giá là 750k nha anh em, 750k. Rồi tiếp theo là tới những cái phụ kiện lặt vặt khác cho anh em mình khi đi cắm trại. Đó, đây thì bây giờ em sẽ giới thiệu hết luôn cho anh em mình có ý tưởng ha, để mình thấy mình cần cái gì thì mình lấy nha. Rồi trước tiên là một cái kềm, đây là cái kềm xếp đa năng, kềm xếp gọn anh em, có một cái túi này luôn. Đó, kềm xếp gọn đa năng. Đó. Kềm này thì anh em ha, xếp rất là gọn lại, khi mà mình muốn xài thì mình mở ra thôi. Thì anh em thấy có kềm kẹp nè, có kéo nè. Rồi ở trong đây nó có những cái đầu đa năng cho mình, ví dụ như dao nè, anh em thấy không? Nó dao nè. Rồi ba cái mũi vít nè. Trên đây thì nó có những cái như đầu ba ke, đồ lặt vặt luôn. Nói chung rất là nhiều cái để mà mình xài nha. Rồi còn anh em xài xong thì mình xếp lại. Nó đây nó có một cái túi luôn. Thì cái kềm xếp này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em, 490k nha. Rồi tiếp theo là em tới cho anh em một cái dao xếp gọn. Tại mình đi rừng hoặc đi cắm trại mình cũng cần một cái dao để mà mình có thể gọt, cắt gọt trái cây nha. Thì đây, nó cái dao này, nó dao của USA. Rồi bật lên thôi. Cái dao này thì ở đây có cái lẫy nè. Đó, anh em bóp cái lẫy này vô nè. Rồi anh em xếp lại. Đó, còn hả mình muốn bật ra thì ở đây có cái lẫy nè. Bấm rồi. Đó, là nó bật ra thôi. Anh em cắt gọt rau củ quả gì đó ha. Rất ok. Rồi, cái dao này thì bên em bán với giá 150 nha anh em. 150 nha. Rồi, tiếp theo là tới một cái dụng cụ cũng không thể thiếu luôn. Đây là cái rìu. Đây là cái rìu xếp đa năng. Thì cái rìu này á, là cái rìu xếp gọn luôn nha anh em. Đó, nó nhỏ, nó không to nha, nó nhỏ thôi, nhưng mà nó có cái đầu búa nè. Đó, cái đầu búa để mình đóng, mình gõ những cái gì đó. Và bên đây á, mặt này của nó thì nó có những cái như sau. Trước tiên là nó có cái cưa ha, anh em thấy cái cưa nhỏ nè. Rồi, cái đầu dặn mở vít nè. Rồi, dao nè. Rồi, đây là cái vít ba ke nè. Rồi, rất tiện lợi cho anh em nha. Rồi, thì cái này là cái kìm xếp ha. Ủa, cái này là cái rìu xếp đa năng. Thì cái rìu xếp này bên em đang bán với giá là 260k. Đúng rồi, 260k nha anh em. Rồi, tiếp theo là tới một cái cũng không thể thiếu nữa. Thì đây. Đó, đây. Đây là một cái sảng xếp đi rừng. Đó, đây. Đây là cái sảng xếp. Thì khi anh em mình đi rừng, đi cắm trại hay là đi đâu đó, thì mình cần một cái sảng này để khi mà mình cần đào cái gì đó thì mình lấy ra mình đào. Thì cái này mở ra một nút nhạc thôi. Chỉ mở ra như vậy rồi mình dặn cái con ốc nó lại. Đó, mình mở ra như vậy là mình dặn cái con ốc nó lại, là tự động nó siết lại cho mình thôi nha. Đó, rồi siết cứng nó lại nè, là mình làm việc được rồi. Đó. Rồi, cái này em đo sơ cái kích thước chiều dài của cái này cho anh em mình luôn nha. Rồi, chiều dài của nó là khoảng là 57cm nha anh em. Đó, rồi, là mình có thể là mình đào cái gì mình đào. Rồi, anh em có thể là xả thành cái cuốc luôn. Cái cuốc thì cũng giống vậy thôi. Xả là xả gập theo cái ý của mình muốn, là mình siết ốc là thôi. Mình siết cái này là thôi. Đó. Rồi, cái rìu xếp đa năng này thì bên em đang bán. Ủa, cái này là cái sảng xếp đa năng này thì bên em đang bán với giá là 280k nha. 280k. Rồi, tiếp theo là tới một cái là cũng không thể thiếu luôn. Đây là đèn măng sông ban đêm ha. Hoặc là anh em nhà cúp điện, hoặc là ở quê gì đó mình cần cái đèn, thì đây là sử dụng nó được luôn, chứ không chỉ riêng gì đi cắm trại.
Thì đây là cái đèn măng sông sử dụng pin. Đó thì anh em đây, đó, của thương hiệu là Takiko nha. Cái này á, là anh em nó mình treo lên là mình thấy treo ha. Cái đèn này nó rất là đẹp luôn. Em làm review về cái đèn này rất là nhiều rồi. Thì cái đèn này nó có cái nấm dặn bên đây là nó, anh em chỉ dặn lên là nó cháy thôi. Mình dặn càng mạnh thì nó cháy càng mạnh hết anh em. Nó tức là mình có thể dặn nhẹ nè, tắt nè, dặn nhẹ nè, mạnh lên nè. Đó, mạnh lên nè. Đó, thì mình dặn càng mạnh thì nó càng sáng thôi. Thì cái đèn này là nó sử dụng pin sạc. Nó sử dụng pin sạc nha anh em. Giá của anh em đang bán với giá là 190k nha. 190k một cái đèn này, ánh sáng trắng vàng, ban đêm nó rất là đẹp luôn. Rồi, 190k. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái đèn quạt đa năng. Đèn quạt đa năng này á, đó là vừa đèn vừa quạt luôn. Thí dụ, trước tiên đèn quạt đa năng là nó phải có quạt rồi ha. Nó đây là cái quạt nè. Đó, mình chỉ việc công tắc nằm ở đây thôi. Mình bóp nó nè, là nó sẽ chạy thôi. Cái này thì có thể điều chỉnh được cái độ nè. Nó, mình có thể điều chỉnh được cái độ nè, độ nghiêng của cái cánh quạt nè. Đó, và anh em có thể là mình treo ngược nó lên nè. Nó thì tùy cái sở thích mình thôi. Mình muốn làm cái gì đó mà mình thấy nó thoải mái là mình sử dụng thôi. Rồi, còn á, đèn quạt đa năng thì trước tiên mình đã thấy có quạt rồi. Còn đèn thì ở đây, anh em kéo ra là nó sẽ tự động nó sáng lên cho anh em nha. Đó, tại ở đây em đang quay ở ngoài nắng quá nè. Em để xuống đây nè, anh em sẽ thấy sáng lên nè. Đó, thì cái đèn quạt đa năng này bên em đang bán với giá là 150 của thương hiệu là Takayama nha anh em. Đó, 150k. Rồi, tiếp theo nữa là bình pha trà. Bình pha trà đi cắm trại thì mình không thể thiếu cái bình pha trà rồi ha anh em. Đó, bình pha trà thì bên em có hai màu nha. Đó, có hai màu. Một màu là một màu cam và một màu là màu đen của Yuri Russi. Đó, thì cái này á, là cái dung tích của nó 1 lít thôi. Và bình pha trà thì mình có thể là định nấu trà ha, mình bỏ vô trong đây. Đó, mình dặn cái van này ra nè. Đó, mình dặn cái van này ra, anh em bỏ trà vô trong đây cho nó giữ trà lại, nó không có bị lẫn vô trong nước anh em nha. Rồi, sử dụng xong thì mình dặn lại, mình khóa lại thôi. Mình bỏ nước vô đây, rồi là mình đậy nắp lại. Rồi khi mà anh em rót trà thì đây có cái nút này, anh em bấm xuống là anh em rót thôi. Thì cái bình này thì cái dung tích của nó là 1 lít ha. Bên em đang bán với giá là 230k. Đó, 230k nha anh em. Rồi, tiếp theo là cái ba cái mẫu rìu bên em nha, dành cho anh em đi cắm trại. Thì khi mình đi cắm trại mình cần những cái rìu để làm gì? Trước tiên là có thể là để đóng những cái móc ha, những cái móc của những cái liều trại nha. Và cái thứ hai là có thể chặt cây, chặt củi gì đó để mình đốt lửa trại. Thì đây, trước tiên á, thì đây là cái rìu nhỏ nha. Rìu này thì nó có luôn cho mình cái túi nè. Đó, anh em có thể chặt những cái cây nhỏ nhỏ, nhỏ rồi đặng mình. Đó, mình chặt những cái cây nhỏ nhỏ như vậy để mình đốt lửa trại thôi. Rồi, cái cán nó quấn vải cũng rất đẹp ha. Cái này thì bên em đang bán với giá là 250k nha anh em. 250k. Rồi, tiếp theo tới một cái rìu khác nữa. Kiều này là cán nhựa nha anh em. Đó, rìu này cán nhựa ha. Hàng Made in USA cho mình luôn. Rồi, thì cái rìu này thì tình trạng là chưa xài luôn nha anh em. Nó một đầu búa nè, rồi một đầu là đầu rìu nè. Rồi cây này thì bên em đang bán với giá là 220k nha anh em. Rồi, tiếp theo tới một cái mẫu rìu rất là đẹp của Wooden nha. Đó, một cái mẫu rìu cán gỗ rất là đẹp, gỗ thông nha, của Wooden. Thì cái rìu này thì bên em đang bán với giá đó là 270k nha anh em. 270k. Rồi, tiếp theo nữa là em sẽ lên cho anh em là một cái cây đèn pin đi. Nó ban đêm hay cái gì đó ở quê gì đó cũng cần một cây đèn pin. Thì đây là một cái sự lựa chọn rất tuyệt vời nha. Đèn pin này chiếu xa 800m luôn, siêu sáng nha. Cái bóng nó đường kính của cái bóng nè, anh em coi nè, 15cm nha, rất to nha, bóng led siêu sáng. Đó, đây. Rồi, thì cái đèn này xài xong hết pin chỉ sạc thôi, có 3 chế độ nè. Sáng mạnh nè, sáng nhẹ nè, sáng nhẹ nữa nè, báo động nè, tắt nè. Rồi, thì cái đèn này của Tojiro nha anh em. Đèn này thì bên em đang bán với giá đó là 390k nha, 390k. Nó có tài sách, có cái chân chống luôn. Còn anh em không muốn chân chống thì dặn đây mở ra thôi, rất là tiện lợi. Rồi, tiếp theo thì em lên sạc dự phòng cho anh em mình luôn. Đó, sạc dự phòng nha. Đi cắm trại thì cần cái sạc dự phòng siêu khung khủng này luôn cho anh em mình.
Rồi thì sạc dự phòng này á, thì nó cái dung lượng rất cao. Em sử dụng là em thích xài những cái dung lượng cao để mình sạc được rất nhiều lần. Thì trước tiên á, thì cái sạc dự phòng này là em có hai loại. Một loại là 50.000mAh. 50.000mAh thì điện thoại iPhone anh em sạc được gần 10 lần nha. Rất xịn. Ở đây nó có cho mình nè, cái đầu vô nè. Nó cái này là sạc nhanh nha anh em. Sạc nhanh 22.5W nè. Nó có là một cái cổng TC với là hai cái USB. Đó. Rồi ở đây thì nó có cái nút nè. Bên hông có cái nút nè. Nó em bấm nè. Nó báo phần trăm pin luôn nè. Nó như cái này là pin 100% nè. Đó. Còn á, ở đây nó có đèn luôn. Mình bấm hai cái là nó có thể nó cháy đèn lên cho mình luôn nha anh em. Anh em bấm nè. Đó. Anh em giữ là cháy đèn lên cho mình luôn nha. Đó. Rồi bấm là tắt nè. Tại vì cái cam nó thấy sọc sọc vậy chứ ngoài nó không có sọc nha anh em. Rồi thì cái này dung lượng 50.000mAh thì bên em đang bán với giá là 590k nha anh em. 590k nha. Còn ở đây cái dung lượng này thì nó khủng hơn. Nó tới 90.000mAh luôn nha. Ở trước này cũng có đèn cho mình luôn nè. Thì cũng vậy là sạc siêu nhanh nha anh em. Đó đây nó có 4 cổng USB luôn nè. Một cổng TC nè. On off báo phần trăm pin thì ở trên đây luôn. Đó. Rồi. Thì cái con này thì bên em đang bán với giá là 1.250.000 anh em. 1.250.000. Đó thì 90.000mAh anh em sạc là mấy chục cái điện thoại luôn. Siêu xịn nha. Rồi 1.250.000. Rồi tiếp theo thì ở đây nè em báo giá sơ một vài cái mẫu loa Bluetooth cho anh em mình luôn. Rồi trước tiên thì ở đây em có cái loa Bluetooth của Panasonic nha. Cái này nó có kết nối Bluetooth với điện thoại nè. Rồi anh em có thể sạc không dây nữa. Nhưng mà sạc không dây mình phải ghim điện trực tiếp vô mới sạc không dây được. Rồi cái loa này thì bên em đang bán với giá đó là 380. Còn cái này là loa gỗ nha. Đó loa Bluetooth gỗ. Rất đẹp cổ điển nha. Thì giá của nó cực kỳ tốt luôn. 350 nha. Cái loa này là của Ryobi. Đó Ryobi cái bản này là bản nhập Mỹ nha anh em. Đó âm thanh bass chép rất là hay luôn nha. Loa này rất là khủng, thường những cái loa của công cụ dụng cụ thì cái độ bền rất cao ha. Rồi thì cái loa này á, thì bên em đang bán với giá là 2 triệu nha anh em. Cái này là hàng nhập Mỹ nha. 2 triệu là cái thân máy chưa gồm pin sạc nha anh em lưu ý nha. Đó pin sạc là mua riêng nữa nha anh em. Cái này là thân máy thôi là 2 triệu nha. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em là cái bếp ga luôn cho anh em mình sử dụng nha. Đó. Ở đây thì khi đi cắm trại thì mình phải có những cái mẫu bếp ga xếp gọn. Gọn càng gọn càng tốt. Thì đây là mẫu bếp ga xếp gọn nha. Chỉ việc mình mở ra thôi. Đó. Mình mở cái này ra. Đây. Đó anh em. Đây em đặt cái chân. Rồi. Mình mở cái chân của nó ra. Rồi còn cái phần đầu nó là mình mở ra như vậy. Cái chân của nó mình mở ra. Rồi còn đây là cái bình ga. Anh em chỉ việc cắm vô. Trong đây là anh em xài thôi. Thì cái bếp ga xếp gọn này như anh em thấy ha, em xếp rất là gọn luôn. Nó xếp lại cực kỳ gọn nhẹ cho mình luôn nha. Cái bếp ga này thì em bán cái bộ combo là gồm một cái bếp ga xếp gọn nhỏ như vậy. Với một cái bình ga ha. Cái bình ga này anh em có thể nạp lại nha. Đó, bình ga này mình có thể nạp lại, nhà sản xuất thì ghi đừng có nạp thôi, chứ thật ra mình có thể nạp lại. Rồi cái bếp ga với cái bình ga như vậy là 450k nha anh em. Còn á, thì bây giờ em lên tiếp cho anh em một cái dòng bếp ga xếp gọn nữa. Đây, đây là bếp ga của thương hiệu là Signature nha. Đó. Rồi, cái dòng bếp ga này á, thì rồi em mở ra luôn cho anh em mình. Đó. Mình mở ra rất là gọn gàng, mình xếp là rất là gọn gàng luôn. Anh em mở ra rồi anh em sử dụng thôi. Thì anh em lưu ý nha, bếp ga này là nó sử dụng cái công nghệ của Nhật rất là xịn sò. Cho nên khi mà mình sử dụng bình ga mini á, là mình phải sử dụng bình ga mới. Nó không chấp nhận được là sử dụng ga đã nạp lại. Cho nên là anh em mua cái bình ga mà đã nạp lại rồi á, thì không có xài được cái bếp này. Nó cũng rất là hay ha, những cái bình ga mới thì mình xài nó sẽ an toàn hơn. Rồi thì cái bếp ga này xếp gọn như vậy á, rồi em xếp gọn lại cho anh em mình luôn. Đó, thấy không anh em, thấy không, xếp rất là gọn gàng ha. Đi du lịch cắm trại mà xài những bếp ga này thì nó gọn lắm, nó đẹp lắm. Rồi cái bếp ga này thì bên em đang bán với giá đó là 850k.
850k nha anh em. Nó chưa gồm bình ga nha, anh em tự mua bình ga ở nhà mình nha. Rồi tiếp theo thì ở đây, nó như ở đây em có lên cho anh em cây dù luôn đi, bởi vì tụi em đi cắm trại là tụi em cũng cần tới cây dù. Đó, đây. Đây là cây dù, rất là xịn sò ha. Dù kiếm Nhật, nó cái cán giống cái kiếm Nhật vậy đó. Rồi em mở bung dù ra cho anh em mình coi luôn. Đó thì cái dù này thì cái nang đó nè, anh em thấy không? Đó, cái nang nó rất là xịn, rất là chắc chắn luôn nha. Đó, rồi cầm sơ cho anh em coi. Đó, rồi thì cái cây dù này thì bên em đang bán với giá đó là 220k. Đó, 220k. Dạo này em quên quá rồi anh em ơi. Rồi, ok, cây dù là 220 nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ ấm trà. Nó đi đi camping thì uống trà cho nó vui anh em ơi. Thì đây, nó đây là bộ ấm trà nha. Cái bộ ấm trà này là ấm trà Tử Sa. Nó có cái hộp luôn như vậy. Nó gồm là một cái bình trà nè, bình trà rất là nhỏ ha, bình trà này anh em bỏ trà vô đây thôi. Đó, ngồi nhâm nhi ha, trong cái thời gian mình đốt lửa trại hay gì đó thì uống trà cho vui. Còn cái ngăn này á, cái bình này thì anh em đựng trà khô. Đó, mình đậy lại. Còn ở đây thì nó có bốn cái cốc rồi ha. Đó, rủ bạn bè ngồi uống cho vui. Rồi, thì cái bộ này thì giá rất là tốt luôn cho anh em mình nha. Giá 180.000 thôi. Đó, giá chỉ có 180.000 bộ này thôi nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em mình cái ly giữ nhiệt luôn nha. Đó, cái ly giữ nhiệt luôn cho anh em mình đi cắm trại thì mình cần một cái ly để pha cà phê hay là cái ly gì đó mà giữ nhiệt được cho mình á. Thì đây cũng rất là tuyệt vời nha. Thì cái ly này á là cái nó là nhôm xước nha, nó màu nhôm xước, nó không có bị trầy đâu. Cái dung tích của nó tầm khoảng là 350ml. Đó, 330 tới 350ml thôi. Cái này là hàng nội địa Nhật nha anh em, có kèm cái nắp cho mình luôn. Cái nắp này thì anh em có thể là mình kéo ra kéo vô để uống hoặc là đưa ống hút vô đây nha. Rồi thì cái này á là bên em bán một cái bộ combo là 5 cái nha. 5 cái là 400k, còn anh em mua 10 cái thì em bao ship nha. Đó, bạn bè mình hay gia đình mình mua đi á, thì cần một cái bộ combo mỗi người một cái cho nó tuyệt vời. Rồi tiếp theo nữa là em lên tiếp cho anh em một cái bình giữ nhiệt 1 lít của Nhật nha. Đó, bình giữ nhiệt 1 lít này của Nhật thì nó cũng giữ nóng lạnh cho anh em mình luôn. Trong đây thì nó là nhôm, nó sử dụng cái inox nha, inox 304, rất là an toàn cho sức khỏe nha. Rồi thì cái này á là nó cái dung tích của nó là 1 lít. Đó, cái này là cái dung tích của nó là 1 lít thì cái giá của nó là 270k nha anh em, 270k nha. Còn cái loại 1 lít rưỡi á là 330. Đó, cái này thì em đang giới thiệu cái loại là 1 lít thôi. Rồi tiếp theo là một cái cũng không thể thiếu. Nay em lên cho anh chị em là một cái bộ combo ha. Đây là bộ combo 3 món của Ryobi. Đó, cái này là hàng nhập Mỹ luôn nha anh em. Combo 3 món này là nó gồm một cái đèn nè, một cái loa Bluetooth nè và một cái quạt ha. Tất cả đều sử dụng pin và sử dụng chung một cái viên pin của Ryobi. Đó, thì cái bộ combo này khi em nhập Mỹ về nó là bộ combo không, không có pin nha anh em. Thì trước tiên em sẽ báo giá bộ combo không, còn anh em nào muốn mua pin hoặc là đã có pin rồi thì khỏi cần mua cũng được, thì cứ liên hệ cho em. Rồi thì trước tiên đây là cái đèn nha anh em. Đây là cái đèn sử dụng pin của Ryobi. Thì ở đây em lấy viên pin em test thử cho anh em xem thôi nha. Đó, thì mình chỉ việc mình bỏ pin vô đây thôi. Ở đây nó có cái nút công tắc nè. Đó, cháy thứ nhất nè. Đó, độ sáng thứ hai là mờ hơn nè. Rồi, nó chỉ có hai chế độ, là ba chế độ thôi. Cái này là sáng mờ nữa nè. Bấm cái là tắt luôn nè. Rồi thì cái trước tiên là cái này là cái đèn, ánh sáng rất đẹp nha anh em. Rồi còn cái thứ hai là cái loa. Đây là loa Bluetooth, kết nối với Bluetooth rất là gọn đẹp luôn nha. Rồi và cái thứ ba nữa là cái quạt. Cái quạt này thì anh em cắm pin vô rồi có hai cái chế độ nè. Chế độ thứ nhất nè. Đó. Chế độ thứ hai là nằm bên đây nè, rất mạnh nha anh em. Và còn cái cánh quạt này thì mình có thể là nó điều chỉnh được góc độ mà mình muốn nha. Còn đây nó có cái phần này để anh em có thể kẹp nè. Mình kẹp đâu cũng được, ví dụ đây em kẹp vô cạnh bàn cũng được nè. Đó, đại khái nó là như vậy. Thì bộ combo này 3 món nè ha, Ryobi nhập Mỹ như vậy, bên em đang bán với giá là 2.500.000 nha anh em. Đó, 2.500.000 là chưa gồm pin sạc nha. Đó, anh em lưu ý là chưa gồm pin sạc luôn. Rồi thì anh em nào mình quan tâm tới cái bộ combo 3 món này thì cứ vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái bộ nồi của bộ nồi camping ha, để anh em cắm trại nha. Cái này nó rất là gọn gàng như vậy luôn nha anh em. Khi mình xài thì mình mở ra như vậy thôi. Cái này là của thương hiệu ha, Signature nha.
Rồi thì cái này á là nó trước tiên là mình thấy ha, nó có gồm là em mở hết ra cho anh em xem. Nó gồm là 3 món nha anh em. Gồm là 3 món ha. Đó. Cái thứ nhất là cái này như cái chảo nha, cái làm nồi làm chảo gì cũng được hết á, rất là mỏng nha. Đó. Rồi, tiếp theo là tới cái này thì cái này là cái size nó lớn hơn xíu. Đó, size nó lớn hơn xíu nha. Rồi thì cả hai cái này đều sử dụng chung cái nắp nha anh em. Nó cái này cũng đậy cái nắp này được nè. Mà cái này cũng đậy cái nắp này được nè. Đó, rồi và cái thứ ba là cái rất quan trọng luôn, anh em nấu trà cà phê gì đó là xài cái này. Cái này là cái ấm. Rồi thì một bộ combo 3 món như là em quay như vậy nha, như trên cái bàn này. Đó là gồm là một cái ấm, một cái chảo, một cái nồi. Thì vì anh em nấu mì hay là nấu nướng cái gì đó cũng được luôn. Rồi cái bộ này thì bên em đang bán với giá là 390k nha anh em. Đó, giá rất là tốt cho anh em luôn. Bộ combo camping nha. Tình trạng chưa qua sử dụng là đi kèm nó có cho mình luôn cái túi vải này nha. Chút nữa đó là cái tripod. Tripod này thì khi anh em đi cắm trại hay đi đâu cũng được ha, mình đi thích sống ảo rồi đó là cần một cái chân chống để mình có thể quay phim hay chụp hình cho bạn bè gì đó. Thì đây, đây là của Boss nha, thương hiệu chính hãng của Boss. Rồi em mở sơ ra cho anh em mình coi luôn. Cũng như là anh em có thể gắn đèn hay cân mực hay các thể loại gì đó ha, bằng cái chân này. Rồi thì cái chân này thì anh em biết rồi ha, nó xếp gọn lại mình có thể mở ra. Ở đây nè, nó có những cái chốt này mình muốn cao ra thì dỡ cái chốt lên là mình kéo ra thôi. Nó có tới 3 cái khóa lần. Đó là anh em thấy nó rất là dài rồi nè. Đó. Nó mình khóa lại, mình mở ra xong rồi cái chỗ nào mình thấy nó vừa ý với mình là mình bấm nút là nó khóa lại thôi. Còn cái phần này á thì anh em á là mình có thể để cái bóng đèn nè, hoặc là những anh em làm thợ thì để ba cái cân ngực đồ lên nè. Đó. Đó rồi cái này mình có thể quay nè, mình xoay nè, nó tăng giảm chiều cao. Đó, mình xây cho nó tăng giảm được cái chiều cao nha nè. Đó nè. Nó cao lên là 1,5 m luôn nha anh em. Đó thì cái này á là nó là đồ của công cụ dụng cụ chứ không phải là chuyên về quay phim chụp ảnh, nhưng mà nó có thể quay phim chụp ảnh được luôn, anh em có thể điều chỉnh này ha. Ý như là cái tripod quay phim chụp ảnh thôi. Thì cái này á là mình kéo tối cao tối đa nó tầm khoảng 1,5 m luôn anh em ơi. Nó cao tối đa nó khoảng 1,5 m á. Rồi thì cái này á, cái này mình về mình chỉ cần mua cái đồ kẹp của cái điện thoại và mình gắn vô là mình kẹp thôi. Mình đặt cái điện thoại lên đây, mình muốn quay ngược, quay xuôi, quay qua, quay lại gì đó thì mình cứ chỉnh thoải mái nha. Rồi cái này là chính hãng của Boss ha, hàng là chưa qua sử dụng luôn nè. Đó, rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 600k nha anh em. 600k nha. Rồi thì hồi nãy giờ em cũng giới thiệu đến anh em là rất là nhiều cái mẫu ha. Rồi tiếp theo nữa là một cái nữa cũng không thể thiếu luôn. Đó, đó là cái này là cái chăn đắp ha. Cái chăn đắp khi mà anh em ngủ, khi mà anh em đi cắm trại á. Thì cái này á, nó thuộc dạng là vậy nè. Đó anh em, nó giống như một cái ống vậy đó. Mình chui vô trong đây. Đó, mình chui vô trong đây nè anh em. Đó, mình để hai chân mình vô đây thôi. Ở đây là nó có cái khóa cho mình luôn. Nó có cái khóa cho mình luôn nè, tức là mình chui vô mình quấn lại luôn. Đó, mình chui vô đây rất ấm nha anh em. Đó, ở trên Đà Lạt rất lạnh nhưng mà tụi em đi sử dụng cái này rất là ấm luôn. Và cái này á, khi anh em bỏ vô trong cái bịch là nó rất là gọn gàng như vậy luôn. Nó chỉ có bay lớn như vậy thôi, nhỏ như bàn tay mình thôi ha. Rồi, thí dụ mà nó không ấm, cái mùa nó không lạnh thì mình có thể sử dụng nó để là để sử dụng là gót lót cái đầu nằm nha. Nhưng mà còn nếu như mùa lạnh thì mình mở nó ra để mà mình chui vô thì nó rất tuyệt vời. Rồi thì cái chăn này thì bên em đang bán với giá là 700k nha anh em. 700k nha, 700k một cái chăn như vậy nha. Rồi thì hồi nãy giờ em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Rất là nhiều cái mẫu lều cắm trại cho anh em mình luôn. Thì anh em mình á ha, quan tâm tới cái mẫu nào thì cứ vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Đó, rất là nhiều cái mẫu cho anh em mình luôn. Rồi thì anh em mình cần cái gì thì cứ điện thoại hoặc nhắn tin cho em. Còn những anh em mà mình mới xem kênh của em lần đầu á thì mình vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như là những cái sản phẩm mới về bên em nha. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ.